chỉ để mày xịt xói và nói tao không làm được. Cầm thêm một góc với thằng anh em tao tới và còn hết lên trên mặt cửa. Từ là gian dối từ mấy cái mồm tối chỉ mà dẫn tao đi nhầm đường. Bị bó bột một chân, nam sinh quyết không từ bỏ đam mê khiến dân mạng chào thua. Mới đây một đoạn clip về một nam sinh dù tàn nhưng không hề phế đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem của cộng đồng mạng. Theo đó, trong đoạn video là một nam sinh chân bó bột phải dùng tới sự trợ giúp của cây nạng. Thế nhưng dù cho bản thân có tàn tật, nam sinh vẫn quyết không chịu thua kém với bạn bè. Khi phía sau là cảnh tượng các bạn đang xếp hàng ra sân tập thể dục giữa giờ với những động tác yếu điệu nhàm chán. Còn nam sinh ở trong này thì đặt điện thoại, mở một bản nhạc top top đang thịnh hành, rồi vứt luôn cây nạng sang một bên. Sau đó thể hiện vài skill nhảy đỉnh cao của mình, làm ai xem cũng tấm tắc gật đầu khen ngợi. Người đàn tôi chỉ để mặt xịt xói và nói tao không làm được. Cầm thêm một góc với thằng anh em tao tới và còn hết lên trên mặt cửa. Từ là gian dối từ mấy cái mồm tối chỉ mà dẫn tao đi nhầm đường. Thằng hồ mi mới thật phải đi lên lao tao còn thấy mình như Phạm Nhật Vương. Cảm thấy mình như Phạm Nhật Vương. Cộng đồng mạng sau khi chứng kiến cảnh tượng hy sinh vì nghệ thuật này thì liền hiểu ngay lý do nam sinh bị bó bột. Bên dưới là một số bình luận được để lại. Bác sĩ kiểu: tao chát mà tao không muốn nói đâu. Chân có thể phế nhưng đam mê thì không thể bỏ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.